Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Kính thưa quý vị, sau cuộc gặp gỡ tại White House đã đi đến một thất bại có thể nói khó có thể hàn gắn lại được giữa những vị lãnh đạo của Dân Chủ và vị lãnh đạo của Hành pháp Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Donald Trump, thì hãng thông tấn CBS đã đưa ra một cuộc thăm dò dư luận về tất cả những phản ứng của người dân Hoa Kỳ và sự kiện người dân Hoa Kỳ đang mong đợi như thế nào. Như hiện theo dõi tất cả những sự kiện thì cuộc thăm dò của CBS đã nó mang lại một cái kết quả như thế nào thưa anh Việt? Thưa quý vị, phần lớn người Mỹ cảm thấy họ đã nghe đủ về vấn đề báo cáo của ông Robert Mueller, trong khi hơn 1/3 người muốn nghe nhiều hơn về vấn đề đó, và hơn đó, một nửa số người Mỹ muốn đảng Dân Chủ là bỏ qua vấn đề về Nga và chuyển sang các vấn đề khác như sự chia rẽ đảng phái, về vấn đề gia tăng kể từ tháng 3, và phần lớn đảng Dân Chủ muốn Quốc hội tiếp tục điều tra về vấn đề của Tổng thống Trump. Hôm nay thì 73% của đảng Dân Chủ muốn đảng Dân Chủ Quốc hội tiếp tục điều tra, tăng từ 66% trở lên vào tháng 3 vừa qua. Có sự gia tăng giữa những người độc lập, 44% ngày nay, tăng từ 35% vào tháng 3, mặc dù quan điểm này vẫn là một trong những thiểu số của họ mà thôi. Nhìn chung, một số người cảm thấy họ đã nghe đủ về báo cáo của Robert Mueller, vượt xa số, và có một số người nói rằng họ muốn nghe nhiều hơn về vấn đề đó, mặc dù tất cả các đảng Dân Chủ đều muốn nghe về bản báo cáo của ông Robert Mueller. Tuy nhiên, nếu các cuộc điều tra hầu hết của nước Mỹ, bao gồm hầu hết những người Cộng Hòa, cảm thấy chính quyền Trump nên hợp tác trong vấn đề này, và phần 3 người tư của nước Mỹ, người dân nước Mỹ nói rằng, nghĩ rằng cố vấn đặc biệt Robert Mueller nên làm chấn trước Quốc hội. Nhưng sự kiện người Mỹ vẫn chia rẽ về những phát hiện của ông qua báo cáo của ông Robert Mueller. 30% cảm thấy báo cáo đã xóa Tổng thống Trump về hoạt động bất hợp pháp và 33% cảm thấy không. Tỷ lệ phần trăm là cảm thấy nó không còn xóa việc không làm tăng lệ công việc của Tổng thống Donald Trump tăng từ tháng 3. Trước đó nhiều người cảm thấy còn quá sớm để nói. Ngày nay 1/3 cảm thấy vẫn còn quá sớm để biết tất cả những sự kiện gì liên quan đến cuộc điều tra của ông Robert Mueller như họ đã làm vào tháng 3. Hầu hết những người Cộng Hòa tiếp tục nghĩ rằng báo cáo đã xóa chủ tịch, tất nhiên là xóa đi tất cả những việc làm bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump. Nhưng trong số các đảng Dân Chủ và Độc Lập, quan điểm cho rằng báo cáo của ông Robert Mueller đã thất bại trong việc miễn trách Tổng thống đã tăng lên. Và trong cuộc thăm dò và trong cuộc khảo sát của CBS News cho biết, số người Mỹ họ cảm thấy về vấn đề Tổng thống Trump đã làm kinh tế lên rất là tốt và điều đó rất là tín dụng. Và đa số người Mỹ phản đối về việc lật ngược Roe Wade, và theo CBS cho biết, và thăm dò ý kiến của CBS và tham khảo và cho biết rằng người Mỹ muốn Trung Quốc thay đổi chính sách. Điều này sẽ xảy ra rất là thú vị trong vài tuần tới đây. Cuộc thăm dò này thì được thực hiện kể từ ngày 17 cho đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong số một ngẫu nhiên là gồm 1.101 người lớn trên toàn quốc. Và việc thu thập dữ liệu được thực hiện thay mặt cho CBS News bởi Glenn Wilber ở tại tiểu bang Pennsylvania. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến tình hình và cảm nhận của những người Mỹ sau sự việc ngày hôm qua, và đặc biệt là vấn đề bản báo cáo của ông Robert Mueller. Bây giờ thì chúng ta phải nghĩ đến một trong những sự kiện mà có thể nói rằng chúng ta không thể không nhắc đến khi tình hình quân sự, cũng giống như tất cả những tình hình vẫn còn gọi là căng thẳng ở tại vùng Vịnh Ba Tư. Thế thì kế hoạch của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ như thế nào về vấn đề gọi là gia tăng lực lượng quân sự của họ có mặt ở tại vùng Vịnh ngày hôm nay? Thưa quý vị, và kế hoạch của Nhà Trắng sẽ gửi thêm 10.000 binh lính tới Trung Đông trong một động thái là tăng cường chống thủ và các mối đe dọa tiềm tàng của Iran, và các quan chức Mỹ cho biết rằng, và các quan chức Mỹ cho biết quyết định cuối cùng nào sẽ được đưa ra, và không liệu Nhà Trắng có chấp thuận gửi tất cả hay một số lực lượng đi đến theo yêu cầu hay là không. Và các quan chức cho biết động thái này không nhằm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran, mà nhằm tăng cường an ninh trong khu vực. Và họ nói rằng quân đội sẽ là lực lượng phòng thủ, và các cuộc thảo luận bao gồm ở trên tên lửa
tên lửa Patriot và nhiều tàu hơn và tăng cường nỗ lực giám sát Iran. Kính thưa quý vị, không còn nghi ngờ gì thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ qua Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã có thể nói đưa ra con số tới 10.000 quân sẽ có mặt và tăng cường cho lực lượng hiện nay đang có mặt tại vùng Vịnh Ba Tư. Một trong số những cái lực lượng gọi là quân sự và đặc biệt gọi là quân dụng chủ yếu mà đem đến tại Vịnh Ba Tư, kính thưa quý vị, đó là hỏa tiễn Patriot. Và nhiều tàu bao gồm tất cả những hộ tống hàm và khu trục hàm cũng giống như tất cả các phóng pháo cơ hộ tống và đi theo chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Các quan chức cũng nói thêm vì điều kiện vì giấu tên, chắc là đây là một trong những sự kiện gọi là bí mật quốc gia. Và cuộc họp sáng thứ năm sẽ diễn ra rất là căng thẳng khi không khí Iran tiếp tục sôi sục và không rõ ràng nếu quyết định sẽ được đưa ra trong phiên họp này hay không. Và bất kỳ động thái nào sẽ triển khai thêm lực lượng đến Trung Đông sẽ báo hiệu sự thay đổi cho Tổng thống Donald Trump, người đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ ở trong khu vực. Tuy nhiên, đối với ông Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump đang đánh giá tư thế lực lượng trong khu vực qua những cái bữa ăn tiếp xúc giữa ông Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Donald Trump. Với chúng tôi đánh giá các rủi ro, bảo đảm rằng chúng tôi có quyền, ông đã nói với Fox và các bạn bè của ông như vậy. Các quan chức Hoa Kỳ đã cung cấp một vài chi tiết về các mối đe dọa có thể của Iran, nhưng cho biết ban đầu họ có liên quan đến vấn đề các tên lửa được đưa lấy các tàu nhỏ của Iran. Và các quan chức tuần này đã cho biết các tên lửa đã được đưa ra khỏi các tàu gần bờ Iran, nhưng các mối đe dọa hàng hải khác vẫn tiếp tục. Điều đó có nghĩa rằng tất cả các loại tàu nhỏ, tất cả những khinh tốc đỉnh nhỏ thì hiện nay Hoa Kỳ đã đưa ra một cái tối hậu thư yêu cầu phải không có mặt ở trong vịnh Iran như là lúc trước, mà Hoa Kỳ đã có những cái hình ảnh và những nghi ngờ rằng những chiếc tàu nhỏ này có thể những trang bị những tàu hỏa tiễn tầm ngắn và gửi thêm quân đội cũng có thể đặt ra câu hỏi trên đến với Quốc hội. Kính thưa quý vị, liệu chúng ta điều động quân đội đến thì cần có sự chấp thuận của Quốc hội hay là không? Trong cuộc họp giao ban giữa đối với Nhà Trắng và Thượng viện vào hôm thứ Ba, các nhà lãnh đạo quốc phòng đã nói với các quan chức Quốc hội rằng Hoa Kỳ không muốn gây chiến với Iran và muốn làm theo, không muốn làm leo thang tình hình ở trong khu vực. Ông Paul Shen và Bộ trưởng Quốc phòng quyền Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay đó là ông Patrick Shanahan đã nói với các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ đang tìm cách răn đe công kích và ông ta đã nói rằng Iran, ngay cả khi cáo buộc Tehran đe dọa các lợi ích của Hoa Kỳ ở trong vùng Trung Đông, Shanahan đã nói với các cả phóng viên về trọng tâm lớn nhất của chúng tôi tại địa điểm này là ngăn chặn tính toán sai lầm có thể xảy đến trong vùng Vịnh Ba Tư. Và nhiều người trong Quốc hội đã hoài nghi về cách tiếp cận của chính quyền đối với Iran và họ đã đặt câu hỏi liệu họ có đang đối phó với các mối đe dọa mới của Iran đang leo thang trong tình huống sẽ dẫn đến chiến tranh hay là không. Và CNN lần đầu tiên báo cáo rằng và Lầu Năm Góc sẽ tóm tắt Nhà Trắng về kế hoạch để gửi hàng nghìn lính Mỹ bổ sung đến Trung Đông và Đại tá Không quân Patrick Ryder, phát ngôn viên của Tham mưu trưởng Liên quân, từ chối bình luận vừa rồi vì đó là một chính sách lâu dài và chúng tôi không thể nào thảo luận hoặc suy đoán về các hoạt động kế hoạch tiềm năng hoặc bị cáo buộc trong tương lai. Đầu tháng 5 thì Hoa Kỳ đã tăng tốc một triển khai một nhóm tấn công tàu sân bay đến vùng Vịnh Ba Tư và đặc biệt là tại Trung Đông và gửi đến 4 máy bay ném bom phóng pháo cơ B-52 tới khu vực. Lầu Năm Góc cũng quyết định chuyển tất cả những tên lửa phòng không Patriot tới một quốc gia không được tiết lộ ở trong khu vực. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sơ tán nhân viên không cần thiết khỏi Iraq. Trong bối cảnh có thể nói tất cả các mối đe dọa có thể mặc dù chưa được xác định, nhưng chính quyền cho biết là có liên quan đến vấn đề dân quân được Iran hậu thuẫn trước đây. Điều đó cho thấy rằng tất cả các vấn đề chuẩn bị kỹ lưỡng đã được đến từ Bộ Ngoại giao qua Ngoại trưởng Pompeo và đặc biệt là qua quyền Bộ trưởng Quốc phòng ông Shanahan, cho thấy rằng tất cả những sự chuẩn bị từ vấn đề quân số, từ vấn đề gọi là dụng cụ, từ vấn đề gọi là đạn dược, từ vấn đề hỏa tiễn và tất cả các chiến hạm đều tăng cường một mức có thể nói rằng luôn luôn sẵn sàng để có mặt và chiến đấu với Iran trong vùng Vịnh Ba Tư. Điều này cho thấy rằng có thể nói đây là một trong những sự kiện. Có nhiều người cho rằng tình hình Biển Đông càng ngày càng gia tăng, nhưng trong lúc đó người ta vẫn nghĩ rằng tất cả các đơn vị ở trong khu vực còn có thể không làm cho tình hình leo thang một cái mức độ nguy hiểm. Nhưng tại Iran thì khác, tất cả mọi người đều cho rằng bất kỳ một cái động thái nhỏ nào cũng có thể xảy đến cuộc chiến tranh, mà điều mà bao nhiêu người không muốn để cái sự kiện đó xảy ra ở tại vùng Vịnh Ba Tư. Đó là chuyện của Iran. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại chuyện của China và Hoa Kỳ như thế nào.
Việc trước tiên chúng ta thấy rằng là cái cuộc thảo luận thương thảo về vấn đề mậu dịch quốc gia giữa hai quốc gia đã không đem lại một cái kết quả nào như hai phái đoàn đã mong muốn. Tất cả những sự việc đã làm cho người ta nghĩ đến rằng liệu cuộc gọi là chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia sẽ còn tồn tại đến bao lâu? Và vấn đề mà người ta đặt ngay bây giờ là liệu Bắc Kinh có muốn tìm cách để trở lại Washington trong bàn đàm phán hay là không, thưa Nhi Huyền? Và trở lại Washington trong cái cuộc chiến thuế lao thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm một nhà máy tại Trung Quốc về chế biến rất là đất hiếm khoáng chất kỳ lạ và đã được sử dụng trong ô tô, điện thoại, di động và những công nghệ khác. Và đất hiếm là một nguồn tài nguyên chiến lược rất là quan trọng cho Trung Quốc. Và đài thông tấn xã đã chính thức tập dẫn lời của ông Tập Cận Bình và thông điệp rất là rõ ràng, vai trò của Trung Quốc là nhà cung cấp những cái đất hiếm toàn cầu đã được sử dụng điện thoại thông minh, nam châm nhà, pin và các thành phần khác là đòn bẩy đối với Washington. Và China's Way có thể mở rộng hơn nữa sang lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là Apple và các công ty khác phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc. Cho đến bây giờ thì Bắc Kinh đã cố gắng kiềm chế trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Donald Trump về công nghệ và thương mại. Nó đã phản ứng với việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ bằng cách áp dụng hình phạt, nhưng thường là đối với một số lượng nhỏ hàng nhập khẩu của Mỹ. Khi hai bên đào sâu tìm kiếm những gì có thể nói đây là một trong những gọi là đối tác và là một trong những sự kiện kéo dài cuộc chiến lâu dài của hai bên, thì chuyến thăm của ông Tập Cận Bình cho thấy chính phủ của ông đang tìm kiếm những cách thức mới để gây áp lực buộc Washington phải giải quyết theo chiều hướng gọi là hoàn thành cuộc thương thảo giữa hai bên. Những cách thức mới đây để gây áp buộc Washington phải giải quyết thì các nhà đầu tư đã băn khoăn rằng Bắc Kinh cuối cùng sẽ cố gắng hạn chế hoặc thậm chí bóp nghẹt sản xuất và bán iPhone của Apple tại Trung Quốc. Chắc quý vị đã biết Apple đã có một cái thị trường rất là dồi dào, phong phú và mang lại nhiều lợi tức, đó là thị trường Trung Quốc. Và mối đe dọa đó đã gây ra tổn thất, có thể nói rằng nếu Trung Quốc đe dọa hạn chế tất cả những sự trao đổi mậu dịch với Apple thì tỷ gọi là một cái số lượng tệ hại nhất lên tới 80 tỷ đô la, mang về vấn đề gọi là thiệt hại cho Apple. Daniel Ives, một trong những nhà phân tích chứng khoán của là Westwood Sacrifice, đã cho biết nó có một cái mối lo ngại rộng, có thể tỏa rộng ra Apple có một mục tiêu trên và Trung Quốc đã sẵn sàng khai hỏa. Trong khi Bắc Kinh có một loạt các cả lựa chọn để phá vỡ những vấn đề trao đổi thương mại với Hoa Kỳ, thì họ mang gọi là chi phí kinh tế vào liền với chính trị. Và không có gì bảo đảm họ sẽ làm được việc này. Thuế quan trả đũa đầu tiên của Trung Quốc nhằm mục đích làm suy yếu chính trị của Trung bằng cách nhằm vào tất cả các tiểu bang hiện nay đang có trang trại ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Và đặc biệt là không nản lòng, Tổng thống Trump vẫn tăng thuế đối với tất cả các hàng nhập khẩu Trung Quốc nhiều hơn nữa. Và sau đó Bắc Kinh đánh giá tất cả các nhà sản xuất và tất cả những người đó đã bị ép buộc. Như điều mà quý vị đã thấy, Trung Quốc đưa vào vấn đề chiến tranh mậu dịch qua một cái khía cạnh chính trị để làm sao triệt hạ và mang đến nỗi lo sợ của Tổng thống Donald Trump khi mà họ tăng thuế cao và không nhập tất cả các hàng công nghệ, công nghiệp của các tiểu bang mà đã từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và nếu họ muốn có kết quả thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể cần phải đánh anh ta đau hơn nữa bằng cách làm giảm giá cổ phiếu của Hoa Kỳ, tự nhiên là đi vào thị trường gọi là chứng khoán của Hoa Kỳ. Ông Derek Kéo là một chuyên gia Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington đã cho biết đó là một cách rõ ràng làm thế nào để điều đó có thể đạt được thực hiện và kéo dài một trong những gọi là cái cuộc chiến tranh lâu dài làm cho Tổng thống Donald Trump có thể nản chí. Nhưng về tất cả những cái phương tiện, chúng ta sẽ đi từng bước, liệu Trung Quốc có những cái chìa khóa như thế nào để có thể làm cho Hoa Kỳ nản lòng và nới rộng hàng rào thuế quan đối với Trung Quốc. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua cả về sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giai đoạn.